Toàn chó này. Này đi chạy này. Các anh tha cho em đấy ạ. Mày giỏi nhờ. Tao để tao xem mày còn chạy được đến bao giờ. Các anh tha cho em đấy ạ. Thì tha này. Mày biết bọn tao tìm mày khổ sở như thế nào không thằng chó? Hôm nay tao sẽ bể gãy chân mày. Xem mày có chạy được không. Các anh tha cho em đi mà. Em xin các anh đấy ạ. Tha cho mày á? Các anh có phải các anh gọi xe ôm đúng không ạ? Ôm với con mẹ nhà mày à? Mày không thấy bọn tao đang bận à? Biến đi đâu khác. Rõ ràng em vừa thấy có người gọi xe ôm ở đây mà. Thằng danh này, mày lại nhảy nhiều thế nhỉ? Mày muốn chết không? Anh ơi, cứu tôi với. Thằng kia, mày còn đứng đấy làm cái gì? Cút! Các anh có gì từ từ nói. Sao đánh người này? Việc nhà mày à? Mày có thích lắm chuyện đâu? Các anh đánh người là đi tù đấy. Có vẻ mày thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Thôi được rồi, để tao cho mày chết cùng với nó. Anh Nam, ai vậy anh? Cậu ta bị mấy tên giang hồ ngoài đường đánh. Em xem nào, lấy thuốc bôi cho cậu ta đi. Vâng ạ. Đây là đâu? Anh yên tâm, đây là nhà tôi. Anh tôi vừa cứu anh về đấy. Cảm ơn. Anh làm gì để người ta đánh ghê thế? Chuyện dài lắm, để tôi kể cô sau. Ê, anh đang đau, đừng có ngồi dậy. Để tôi lau mặt cho. Cảm ơn cô. Không có gì đâu, anh đừng có ngại. Anh tôi bảo anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng có ra ngoài, không là lại bị bọn giang hồ đánh đấy. Sao anh em cô tốt với tôi thế? Có gì đâu, giúp người đang lúc khó khăn là việc nên làm mà. Ước gì tôi gặp được anh em cô sớm hơn, có phải là tốt hơn rồi không? Anh đang nói gì vậy? Không có gì. Mà cô tên là gì vậy? Tôi tên Phương Anh. Còn tôi tên là Tài. Mà chắc tôi ít tuổi hơn anh đấy. Mình cứ xưng là anh em nhá. Anh Tài. Cảm ơn anh đã cứu em. Em không biết phải báo đáp anh thế nào. Tôi không cần cậu báo đáp. Cậu làm gì mà để chúng nó đuổi ghê thế? Chuyện này, nếu cậu thấy khó nói thì thôi, không phải trả lời nữa. Không phải ạ. Em là trẻ mồ côi, đi lang thang khắp nơi. Một lần gặp được anh tên là Hải mang về nuôi. Anh ấy bắt em làm nhiều chuyện xấu quá, cho nên em bỏ trốn ạ. Tôi có nên tin cậu không? Em xin thề, anh đã cứu em, em coi anh là người thân, em không dám nói dối anh đâu ạ. Tôi không cần cậu coi tôi là người thân hay ân nhân gì đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi vài ngày đi, khi nào khỏe thì đi. Em cảm ơn anh. Anh Nam, hai đứa ra đây làm gì đấy? Anh Tài có chuyện muốn nói với anh ạ. Chuyện gì mà phải ra tận đây nói? Để tối không được à? Không được, chuyện này quan trọng lắm. Anh Tài phải nói luôn với anh đấy. Có chuyện gì? Nói đi. Anh Nam, anh có thể cho em ở đây làm được không ạ? Em có thể bưng bê, rửa chén, việc gì em cũng làm được anh ạ. Em không cần lương đâu, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. Anh Nam, cho anh Tài lại đi. Không được, tôi không tuyển nhân viên. Với lại cậu không hợp với nơi này đâu. Anh Nam, anh giúp em với ạ. Em không có chỗ nào để đi. Anh muốn em làm gì cũng được ạ. Tôi không cần đâu. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi, rồi đi đâu thì đi. Anh giúp anh Tài đi. Anh Tài đáng thương lắm. Mà nhỡ anh Tài lang thang ngoài đường lại bị người ta đánh thì sao? Cậu ta làm thì cậu ta tự chịu, làm sao anh lo cho cậu ta được. Thế anh quên là ngày xưa anh cũng... Em xin lỗi, em lỡ mồm ạ. Anh Nam, em xin anh cho em ở lại đi. Người thân thì em không có, bạn bè cũng không. Anh đừng đuổi em đi mà. Anh... Thôi được rồi, từ mai cậu ở đây làm. Nhưng chỉ làm tạm thời thôi. Bao giờ ổn thì đi. Em cảm ơn anh. Em hứa sẽ chăm chỉ làm việc ạ. Anh được nhận bao rồi?
Chúc mừng anh nhá. Em chào chị ạ. Chị vào uống nước ạ. Chị ngồi đi ạ. Chị uống nước gì ạ? Em anh Nam à? À dạ vâng ạ. Em mới đến ạ. Nhìn cũng không đến nỗi. Mà anh Nam đâu? À, anh Nam hôm nay bận cho nên không đến chị ạ. Thế à? Sao mình đen thế nhở? Lần nào đến không gặp. Này, thế em có biết bao giờ anh Nam về không? Em không biết ạ. Cậu bảo anh ấy là có người đến tìm nhá. Vâng. Nhớ dặn anh ấy không trốn được mãi đâu. Tôi đi về đây. Nó chỉ không nữa. Tôi không khác. Em. Có chuyện gì thế anh? À, chị ấy đến tìm anh Nam nhưng mà không gặp. Thế mặt chị ấy hơi khó chịu. Em biết chị ấy à? Bà này là con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm đấy. Khiếp. Em nói cái như phim này. Bà này hay ve vãn anh Nam. Anh Nam không thích nên né. Mà chẳng hiểu sao không chịu từ bỏ, vẫn cố chấp đến đây làm gì không biết. Anh Nam trông thế mà đào hoa phết nhỉ. Rồi ơi, khỏi phải nói. Anh trai em mà là số 2 thì không ai là số 1 hết. Thế anh là số mấy? Anh á, 0.5. Thế là anh vẫn đứng trên anh Nam à? Sai rồi, anh bằng một nửa anh Nam thôi. Anh uống nước. Này, mày trốn nơi kỹ rồi đấy. Các người, để tao xem, mày trốn được đến bao giờ. Tôi đã nói, tôi không muốn làm nữa rồi mà. Các người tha cho tôi đi. Mày nghĩ, mày không muốn làm mà được à? Mày tưởng chỗ anh Hải của tao là cái chợ chắc. Mà mày muốn đến thì đến, thích đi thì đi. Tôi xin các người, hãy tha cho tôi đi. Tôi không làm được những việc xấu xa đấy nữa. Xấu xa? Mày tưởng mày tốt lắm à? Tao nói cho mày biết, đã làm giang hồ thì không có đường lui đâu. Tôi không làm, tôi muốn làm người tốt. Thế à? Thế thì để hôm nay tao cho mày làm người tốt. Dừng lại. Cậu sao không? Em không sao. Lại là thằng chó này à? Mày chán sống hay sao mà suốt ngày cho mũi vào chuyện của tao thế? Các người đánh nhau trong quán của tôi, làm hỏng hết đồ đạc, có tin tôi báo công an không? Thằng chó, mày đi dọn tao à? Hai thằng mày cẩn thận, lần sau để tao tóm được ấy, tao không tha đâu. Hay là mình báo công an đi. Không được. Báo công an xong, chúng nó có để yên cho mình đâu. Nhưng mà cứ mãi như thế này làm sao được. Anh không sao. Để anh tìm cách. Để em xem vết thương nào. Anh à, ui, thôi chết. Em làm anh đau à? Em xin lỗi nhá. Con Để em đi lấy thuốc. Ước mơ sau này của anh là gì? Anh á, anh ước được làm người bình thường, có một công việc tử tế, rồi lấy vợ và sinh con. Sao ước mơ của anh đơn giản thế? Có thể đối với mọi người, đấy là điều đơn giản dễ thực hiện. Nhưng với anh, đấy là ước mơ xa vời. Anh yên tâm, từ giờ anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, rồi anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi. Anh cũng hy vọng là vậy.
Anh đang nghĩ gì mà suy tư thế? Không có gì. À, khi nãy anh chưa kịp hỏi, ước mơ của em là gì? Em ước mơ làm bác sĩ. Sao em lại muốn làm bác sĩ? Em muốn cứu được nhiều người. Em muốn mỗi khi anh bị thương thì em sẽ băng bó vết thương cho anh. Cảm ơn em. Anh không ngờ trên đời này lại có một người quan tâm anh như vậy. Rồi anh sẽ quen được nhiều bạn thôi. Khi có nhiều bạn rồi thì người ta cũng sẽ quan tâm anh giống như anh quan tâm người ta vậy. Giá như anh có bố mẹ như người ta thì tôi biết mấy. Anh sẽ không bị gắn mác là trẻ mồ côi. Anh sẽ không gặp người xấu và làm những chuyện xấu. Rồi anh sẽ được đi học và anh sẽ có rất nhiều bạn bè. Không sao, bây giờ anh có em và anh Nam rồi mà. Cảm ơn em và anh Nam đã luôn giúp đỡ anh trong lúc khó khăn. Anh sẽ luôn ghi nhớ. Trời ơi, ơn huệ gì. Anh chỉ cần coi em với anh Nam là bạn là được mà. Được, anh sẽ coi em và anh Nam là hai người bạn tốt nhất trên đời. Tuy anh Nam hơi khó tính và lạnh lùng, nhưng mà anh ấy tốt lắm. Anh đừng để bụng nhá. Anh để bụng gì đâu. Anh thấy anh Nam tốt mà. Anh Nam không quen biết gì anh. Cứu anh, lại còn cho anh ở nhờ thế này, anh biết ơn còn chả kịp ấy. Thôi, em đi nấu cơm đây. Mà anh muốn ăn gì? Anh ăn gì cũng được. Em nấu món gì, anh cũng thấy ngon. Anh đừng có đi đâu. Anh nói thật mà. Em đi nấu đây. Anh Nam, anh có thấy anh Tài đâu không? Anh không, anh tưởng cậu ta ở nhà cơ mà. Em ngủ dậy thì thấy thư trên bàn. Anh Tài bỏ đi rồi anh ạ. Chắc là sợ liên lụy anh em mình cho nên mới bỏ đi đấy. Lạ thật. Thằng này làm gì còn chỗ nào để đi đâu nhỉ? Anh ấy đi ra ngoài, lỡ lại bị người ta bắt lại thì sao? Anh Nam, mình đi tìm anh Tài đi. Mày tưởng mày trốn vào tao dễ thế à? Các anh để tôi đi đi. Tôi xin các anh đấy. Mày định đi đâu? Sao muốn đi? Không nói với anh mày một tiếng. Tôi xin anh ấy. Anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm nữa. Mày đúng là lì thật đấy. Kể ra mày chai lì như thế này cũng là một thành công của tao đấy nhỉ? Yeah. Tôi xin anh ấy. Anh tha cho tôi đi. Dù thì tôi cũng kiếm cho anh không ít tiền mà. Mới có một chút như vậy thôi, làm gì đã có nghĩa lý gì. Mày đã theo tao á, thì phải theo tới chết. Làm gì có chuyện từ bỏ dễ như vậy. Không, tôi không muốn làm cho anh nữa đâu. Tôi muốn làm người tốt, tôi muốn làm ăn đàng hoàng. Thế mày làm cho tao, mày thấy không đàng hoàng à? Cũng đúng thôi. Đàng hoàng thì làm gì có tiền. Mày không thấy có tiền, mày muốn làm gì thì làm à? Tao đang cho mày một cuộc sống sung sướng, mày lại không muốn à? Tôi không cần. Tôi muốn làm người tốt. Mày có biết cái giá bỏ tao để đi làm người tốt là như thế nào không? Anh nói đi. Tôi sẽ trả cho anh. Được. Mày đã nói như thế, tao không bắt mày về nữa. Chỉ cần mày để lại một cánh tay cho tao, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Không. Không. Các người không được làm thế. Bây giờ thì tao cũng hết cách rồi. Mày chỉ cần chịu đau một tí thôi. Dừng lại. Chúng mày làm gì đấy? Đại ca, sao lại là anh ạ? À? Mày bây giờ ngoài gớm nhỉ? Dạ, không phải đâu anh. Em cũng chỉ là ra ngoài bươn trải để kiếm miếng ăn thôi ạ. Nó đã không muốn, sao chúng mày còn cứ ép nó về? Anh quen nó ạ. Nó là thằng em của tao, giờ mày định tính thế nào? Dạ, anh đã nói như vậy rồi thì tất nhiên là từ giờ em không đụng vào nó nữa rồi ạ. Từ nay đừng để tao nhìn thấy mày và mấy thằng em của mày làng vàng ở đây. Không đừng trách tao ác. Dạ, vâng, em biết rồi ạ. À mà, bây giờ anh làm ở đâu ạ? Hay là anh về cùng với bọn em đi? Anh em mình cùng kiếm ăn ạ. Mày cứ tiếp tục kiếm ăn của mày đi. Thằng Nam ngày xưa chết rồi. Dạ, ý anh là... Thôi mày về đi, cố gắng sống cho nó đàng hoàng. Dạ, anh nói phải ạ. Em đi trước ạ.
có sao không? Dạ, em không sao. Mà anh là... Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì? Mà sao cậu đi không bảo với tôi một tiếng? Cậu có coi tôi là anh em nữa không đấy? Em xin lỗi ạ. Thôi, cậu về với anh. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Em cảm ơn anh ạ.